Và hiện tại là kênh của mình ok rồi. Và hiện tại bây giờ là đang lấy lại những cái video cũ mà người ta đã xóa đi. Thấy hôm qua là đêm là nghỉ rồi, thôi xong rồi. Cái cuộc đời này đến đây là hết rồi, có làm được gì nữa đâu. Đấy, kênh YouTube mất, trang trải thì không làm được nữa. Tại sao lại nhiều kênh YouTuber bị mất thế? Là vì hiện tại bây giờ người ta đang có cái chiến dịch là sẽ quảng bá một cái thương hiệu nào đấy để hack hết YouTuber. Đấy, khi mà nhận quảng cáo hay gì trên Gmail đấy mà có dòng chữ nước ngoài đấy, toàn mấy nghìn đô, 4-5 nghìn đô, rồi sau ấn vào cái link là bay đấy. Ok, hello, chào tất cả mọi người nha. Chào mừng các bạn đến với channel Con Linh Vlog của Sơn Châu Phi. Ok, hôm nay là mình chia sẻ một chút về tình trạng của ba kênh. Đó là kênh Con Linh Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi, và cũng như là Thế Nhân Cuộc Sống ở Châu Phi, và Anh Đông Bao Lù ở Cuộc Sống ở Châu Phi. Thì hai ngày, tính từ ngày mùng 1 để mùng 2 gì đấy. Đấy. Là có một tổ chức hack ba kênh của anh em trong team. Đấy, hôm nay cũng sẽ nói qua một lý do đỡ mọi người thắc mắc, cũng như là về tình trạng của kênh. Đấy, và hiện tại bây giờ là kênh ba kênh mình và cũng như là anh Thế Nhân rồi là anh Đông cũng đã xử lý xong rồi, về rồi. Bên đội ngũ support của YouTube với là Network là có hỗ trợ ngay trong ngày. Đấy, may là không tổn hại gì đến kênh lắm. Hacker vào thì người ta chủ yếu là quảng cáo những cái sàn gì gì đấy. Đấy. Ở bên nước ngoài thì cái lỗ hổng mà để cho người ta hack được cái hệ thống vào trong máy tính của anh Dũng thì tí nữa mình sẽ vào trong kia mình sẽ nói. Và hiện tại là kênh của mình là ok rồi, và hiện tại bây giờ là đang lấy lại những cái video cũ mà người ta đã xóa đi. Đấy, xóa hết video các bạn ạ. Nay may mà bên support của YouTube đấy, người ta cũng đã hỗ trợ mình hết sức có thể để mà cố gắng về được những cái video đầy đủ. Đấy, cái kênh mình với là anh Nhân ấy, thì nó chỉ xâm chiếm được vào bên trong thay ảnh và đổi tên và cũng như là ẩn những cái video đấy, nhưng không phá được trực tiếp, tại vì cái Gmail của mình ấy, Gmail gốc của mình ấy là hiện tại mình đang giữ và cũng như là Tâm ở Việt Nam đang giữ, chứ không có ai giữ cả. Còn cái Gmail của anh Đông ấy thì với là Gmail của anh Dũng là hai cái Gmail đấy là đang cầm cái quản trị viên như kiểu quản trị viên của kênh mình, kênh anh Nhân rồi là kênh anh Đông. Đấy, vì thế mà người ta sẽ xâm chiếm hack vào cái hệ thống máy của anh Dũng. Đấy, rồi sau lấy cái Gmail của anh Dũng là người ta có thể thay đổi được như này như kia của kênh. Đấy. Còn kênh của anh Đông thì thường thường anh Dũng sẽ làm video và đăng trực tiếp lên đấy. Đấy, Gmail anh Dũng chuyển đổi sang đấy rồi thì cái anh Đông sẽ bị nặng hơn, nhưng mà cũng đã về rồi. Nhưng mà đợt này khi mà hacker xâm chiếm vào cái hệ thống mảng YouTube này thì đối với là những người làm nội dung như anh em mình đấy, content các kiểu nội dung YouTube thì nó cũng ảnh hưởng rất là lớn. Đó là bây giờ là cái video đăng lại hết với là cái lượt đăng ký nó cũng xuống. Đấy, từ hôm qua hôm kia giờ xuống bao nhiêu người luôn, tại vì người ta sợ là cái kênh này bị hack rồi thì sẽ không ấn vào đăng ký cái kênh này nữa. Vì thế mà những ai hôm qua hôm kia hủy đăng ký thì mọi người có thể là ấn đăng ký lại giúp mình nhá. Rồi, về hôm qua hôm kia thì tất cả mọi người cũng rất là lo lắng. Đấy, rất là lo lắng. Và khi mà lấy lại rồi thì người ta cũng đang rất là cố đăng nhập lại nữa để lấy lại tiếp. Đấy, mọi người thấy chưa, rất là nguy hiểm. Tí là mình vào kia mình sẽ nói qua về cái hệ thống và cũng như cảnh báo cho những người mà đang làm content như anh em mình để tránh được cái trường hợp là vấp phải như anh em mình. Đấy.
hôm qua hôm kia lo lắm các bạn, thực chất là lo, tại vì kinh của mình với anh Đông với anh Nhân ấy thì anh em mình cũng cố gắng, lúc đó là mình thì 5 năm, anh Đông thì 3 năm rưỡi, anh Nhân thì 2 năm đấy. Kênh của anh Nhân là kênh nông nghiệp, cũng như là cái kênh của một anh em, anh Đông, anh Hùng đã đóng góp, đóng sức vào đấy rất là nhiều. Đấy mà bây giờ làm lại một kênh, nó khó. Nếu mà như anh em mình ấy làm lại thì tất nhiên là sẽ có những cái lượng khán giả cũng sẽ ủng hộ anh em thôi để làm lại một cái kênh mới. Nhưng mà nó mất mát về rất là nhiều thứ ở trong đấy. Video và cũng như là doanh thu các kiểu bây giờ nó tụt rất là kinh khủng luôn. Thôi may là xử lý kịp thời và cũng cảm ơn mọi người đã nhắn tin với mình ấy, gửi những cái lời chúc kiểu là về kênh rồi đấy, cũng mọi người cũng rất là lo lắng các kiểu, anh em cho anh em mình bao nhiêu sự cố gắng thì như mình đây thì hôm qua là đêm là nghỉ rồi, thôi xong rồi, cái cuộc đời này đến đây là hết rồi, có làm được gì nữa đâu đấy. Kênh YouTube mất, trang trải thì không làm được nữa, cũng mất mát nhiều đấy, mới mất mát một vú cũng lớn đấy. Vì thế là lập kênh mới ấy, thì mình nghĩ là thôi bắt đầu lại từ đầu thôi, giờ biết làm sao. Thì lúc ấy suy nghĩ như thế, nhưng mà sau 2 tiếng sau thì thấy bên spot của đội ngũ Network đấy cũng đã liên lạc là bảo xác minh và cũng như là cảnh báo cho anh em mình là những hệ thống bị lộ ra ấy. Đấy, hệ thống bị lộ ra khi mà hacker xâm chiếm vào được, thì bây giờ đi vào đấy để mình giải thích cho mọi người hiểu và cũng như là cảnh báo cho tất cả những người mà đang làm content về những cái lỗi mà thường mà ai cũng sẽ bị gặp phải đấy. Ok nha mọi người. Thôi thì đây là cái dàn máy tính mà thường là anh em mình đang edit video và cũng như là tập trung các Gmail để mà đăng kênh đấy. Ở đây thì có MacBook này, MacBook thì không vấn đề. Còn về Windows máy KBC đấy, là về cái PC với gì ấy thì nó dễ hack hơn là MacBook với gì nha mọi người. Tại vì PC là cần những cái phần mềm mà mình tải về để sử dụng hàng ngày ấy. Đấy. Đây, đây là bên này. Rồi, vấn đề chính là đây nha mọi người, là cái máy PC của anh Dũng. Thì cái đợt vừa qua ấy thì bên support của bên Network ấy có cảnh báo với anh em mình là tất cả các phần mềm mà thường anh em mình dùng ấy mà tải miễn phí ấy thì nó rất là dễ dính virus của bên hacker. Những cái phần mềm mà mọi người hay tải free ấy, đấy free ấy, đấy là đó là một. Và cũng như là về cái Gmail khi mà đối tác đấy giả danh người nước ngoài để nhắn cho mình là quảng cáo cái này cái kia đấy, khi người ta gửi cái hợp đồng, gửi cái link ấy, ấn vào cái link đấy thì tất cả những cái hệ thống của bên hacker nó sẽ xâm nhập vào trong máy đấy. Vì thế mà 2 trường hợp này đều xảy ra. Còn về phần mềm thì anh em sau để ý là phần mềm ấy tải miễn phí ấy, cái gì tải miễn phí là không bao giờ là ok, không bao giờ ok. Tại vì khi mà đi cái gì nhỉ, phần editor nó có phần mềm là phần mềm Adobe này, Direct cũng dính hết. Không biết, nhưng mà cái phần mềm mà mình kiểu là nó cho mình free ấy, đấy là hướng dẫn cho mình bẻ cái khóa để mà không phải trả tiền bản quyền ấy, kiểu vậy nhá mọi người. Đấy thì lúc ấy là mình theo cái hướng dẫn của người ta để làm sao bẻ được cái khóa cái phần mềm đấy để sử dụng như làm editor này, rồi là Photoshop này, rồi tất cả các phần mềm khác đấy. Khi mà bẻ khóa rồi và khi mà đi vào theo người ta ấy
người ta hướng dẫn như nào thì mình làm như thế, để mà bẻ, cố gắng bẻ khóa để dùng free mà. Đấy, vì thế là nó sẽ đi theo cái lộ trình của bọn xấu. Đấy, bọn xấu thì hướng dẫn như nào thì mình làm như thế, đúng không các bạn? Đấy, ấn vào link này rồi là tải cái này về, tải cái kia về. Thế là tất cả các những cái phần mềm là cũng như là cái cây PC của mình là hacker nó có thể là kiểm soát được, kiểm soát được. Và cái máy này bây giờ là có thể là khôi phục lại rồi. Và cái Gmail bây giờ là cũng sẽ Gmail của kênh ấy, để đăng video ấy, thì mình có thể là chuyển đổi sang bên Mac. Đấy, video edit riêng và video up lên kênh riêng là hai máy. Căn bản bây giờ là anh em cũng làm nhiều phần mềm, mà bây giờ phần mềm nào cũng phải là trả phí theo tháng ấy các bạn. Đấy, nên là ban đầu anh em cũng sẽ tìm cách lên kiểu lên mạng, tìm cách làm sao mà bẻ được cái khóa và cũng như là có cái key, cái ken ấy, cái ken để mà bẻ cái khóa đấy đi để dùng miễn phí. Đấy, không phải trả hàng tháng nữa. Tất nhiên rồi, hiện tại bây giờ là tất cả các YouTuber và cũng như là những người làm về phần mềm đều có những cái suy nghĩ đấy, và cũng như là sẽ tìm mọi cách để dùng free. Và bây giờ cũng sẽ nhận ra một điều là không ai cho ai bao giờ các bạn ạ. Không ai cho ai free bao giờ cả. Người ta sẽ đến lúc người ta cần những cái gì ở trong máy mình ấy thì người ta sẽ lấy bất cứ lúc nào. Ok chưa mọi người? Tại sao lại nhiều kênh YouTuber bị mất thế? Là vì hiện tại bây giờ người ta đang có cái chiến dịch là sẽ quảng bá một cái thương hiệu nào đấy để hack hết YouTuber. Thì tất cả các hệ thống mà người ta đã hack từ đầu rồi, đã biết được từ đầu rồi, tại vì mình đã sử dụng qua những cái phần mềm để bẻ khóa này, bẻ khóa app này rồi là các kiểu rồi, thì lúc ấy người ta đã nắm bắt được rồi là tông máy mình, PC mình đã có những cái gì rồi. Đấy, chờ người ta lên một cái kế hoạch nào đấy để gom hết về trùng như kiểu YouTuber, YouTube ấy. Đấy, ông này có kênh, ông kia có kênh, ông kia có kênh, đúng không? 3-4 kênh, 5-6 kênh, người ta đã biết từ lâu rồi là tất cả các máy này đều có kênh đấy rồi. Nhưng mà lúc ấy là chưa có cái dự án đấy, chưa có dự án để quảng bá một cái app nào, tiền ảo nào trên mạng. Đấy, chưa nhận được quảng cáo. Thì bây giờ người ta mà đăng ký hợp đồng nhận quảng cáo các kiểu rồi, thì bọn hacker này nó hack cái mà một ngày có thể bay 4-5 kênh luôn. Tại vì người ta đã xâm nhập vào từ trước từ lâu rồi. Nên là sau này anh Dũng sẽ rút kinh nghiệm. Thứ nhất là đừng có bẻ khóa về dùng free. Cái này là nó tồn tại lâu rồi, đến lúc một thời điểm nó phát ra. Đúng rồi, tất nhiên rồi. Từ lúc mình ở Việt Nam rồi, bắt đầu về. Đúng rồi, nó cái PC của nó ấy. Mình không để ý là cái không, chắc chắn là sẽ không để ý được. Tại vì nó kiểm soát được cái PC của mình rồi. Nhưng mà thực chất là nó chưa cần phải dùng đến. Đến hiện tại bây giờ nó cần này. Thì nó cho bay luôn. Tại vì trong một ngày mọi người thấy bay rất là nhiều kênh là vì thế. Cái phần mềm mà edit video này nó là nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Khi mà mình trả phí thì không sao, nhưng mà lên mạng ấy gõ toàn là tìm cách để làm sao không cần phải trả phí cái app này. Đấy, thì cái bọn mà hướng dẫn ấy thì nó đã làm chung một đội của bộ đội kia rồi, nó thu về hết hệ thống của nó. Khi mà bẻ thành công xong thì khi mà bẻ khóa tất cả các app ấy để sử dụng miễn phí ấy, thì bọn này cũng đã là một hacker cũng đỉnh rồi. Thì để nó hack được, nó bẻ được cái khóa đấy. Đấy, vì sao mà cái kênh của mình với là anh em nó bay ngay một trong nguyên một ngày là như thế. Đấy, còn cái PC thì là cái về cái dòng Mac thì mình thấy là bảo mật khá là tốt. Và vì cái phần mềm, tất cả các phần mềm đều hiện đại ấy, thì nó là dùng dòng PC. Cái MacBook này thì nó lại không tải được mấy cái này. Nó yếu hơn thì nó không tải được. Cái PC ấy, thì nó dễ hack hệ thống hơn. Đây, máy của Nam đây này mình vẫn đang lo này. Tại vì tất cả các nhạc free rồi là app free rồi là đủ các thứ free luôn. Nhưng mà được cái là
Cái Gmail của Nam đang sử dụng đây có cũng nhiều kênh. Đâu để xem nào. Ôi đừng quay nó đứng ra. Đứng xa xa thì không là nó lấy cây đi tiếp đấy. Đi lại không về được đấy. Đây, một kênh nhá, một kênh mình có thể là che lại cũng được. Một kênh là có thể là rất là nhiều. Ôi giời ơi, cái Gmail chính của mình đấy mà. Cái này cái Gmail chính của mình ấy chứ. Gmail chính của mình ấy. Đây, Gmail chính là có tổng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kênh. 15 kênh YouTube. Mọi người thấy nó kinh khủng không? Ôi cái này mình phải ấy thôi. Chuyển sang ấy thôi. Chứ không lại củ đi tinh lành toát chứ. Về cái phần mềm bẻ khóa là rất là nguy hiểm. Cái máy này cũng hay rất là bẻ khóa để dùng phi tất cả các phần mềm. Vừa rồi là anh Dũng là cũng kiểu là bẻ khóa cái phần mềm ổ cứng để dùng phi hay không? Đâu không phải là vào. Không à? Đấy là mình cài sẵn ở Việt Nam rồi. Mình cài sẵn ở Việt Nam rồi, mình trước ở Việt Nam vẫn dùng bình thường. Nhưng mà sang đây có thể là lúc đấy ở trong máy chẳng có dữ liệu gì cả. Thì nó không ấy, bây giờ nó có tư liệu thì đấy mà nó lấy thôi. Mình dùng đến thì bắt đầu nó nhạc. Đúng rồi. Tức là cài sẵn thì cài sẵn ở đây rồi chứ không có cài tiếp. Không có cài mới gì cả. Đấy, không phải là trùng hợp mà nó hack được cả tất cả các kênh YouTube đâu. Tất cả mọi người nên nhớ là những ai mà đang dùng free phần mềm thì cái đấy là bị xâm nhập vào rồi. Nhưng mà chưa đến lúc và cũng như là chưa có cái dự án nào để mà cần đến các bạn để nó lấy. Ok, dạ, nói thế là mọi người hiểu nhá. Thôi thì qua đây thì mình chia sẻ một chút về cho tất cả anh em YouTuber. Đấy, khi mà nhận quảng cáo hay gì trên Gmail đấy mà có dòng chữ nước ngoài đấy, toàn mấy nghìn đô, 4-5 nghìn đô, rồi sau ấn vào cái link là bay đấy. Trừ khi những cái Gmail mọi người lấy Gmail ảo, Gmail trong điện thoại ảo ấy thì mọi người trả lời ấn vào thì không sao, nhưng mà lấy cái Gmail chính của tất cả các nền tảng như YouTube rồi là có thể là TikTok ấn vào là nó xâm nhập được hết trong tất cả mọi người. Tại vì khi mọi người ấn vào thì nó đã là vào máy của người ta rồi. Nên là tất cả các kiểm soát của trong máy người ta sẽ kiểm soát được trong máy của mình. Đấy, rất là dễ. Và cái này thì bản thân anh em mình ấy thì không qua công nghệ thông tin thì sẽ không hiểu được về sâu về vấn đề. Nhưng mà nghe người ta phân tích và cũng như là giải thích thì anh em mình mới nhận ra nó là thế. Ok, cảm ơn mọi người nha. Kênh tất cả anh em là đã về hết rồi và cũng không sao. Cố gắng đâu đó là trong vòng 1-2 tuần thì kênh sẽ hồi phục lại dần dần và cũng như là trở lại bình thường. Ok, cảm ơn tất cả mọi người nha. Chào các bạn.